Rồi xin chào anh em, mình giao lưu với anh em một cây chiếu thủy nuôi gồ công lá lớn anh em. Nó lá lớn thì anh em cắt tỉa nhiều thì nó sẽ nhỏ lại, lá sẽ nhỏ lại. Đây, một cây đế rất là đẹp, đế nở rất đẹp, mình đã chặt và nuôi lại rồi. Cây này coi như là đã chặt cấp 2 rồi đó. Đó. Tàn nó cũng tương đối ấm rồi các bạn. Đây, ở đây là phần rễ phía sau. Đó. Nguyên củ nó nở đều, không có bị lép ha. Đó, nếu anh em về nuôi kỹ thì mình nuôi cái tay bên đây á, lớn lên tí nữa thì cho nó cân xứng với bên tay trái. Còn như vậy thì chưa cân thì nếu không có cầu kỳ thì có thể để cho tạm cũng được. Đây các bạn. Đó. Cây rất là lùng lực ha, rễ nở đều đẹp. Anh em về nếu yêu cầu cao hơn nữa thì anh em về có thể uống nắng thêm cho nó để nó đẹp hơn. Rồi mình cảm ơn anh em đã quan tâm, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình ha. Rồi cảm ơn anh em.